Vị hoàng đế giết người như ngoé, vì người trong mộng mà suốt đời không lấy vợ. Nào ngờ, người trong mộng lại là sư phụ của mình, thành hôn. Tháng trước thái hậu bảo ngươi tuyển tú, ngươi còn chống đối mà. Người con gái ta cưới phải là người tốt nhất thiên hạ, phải là người ta yêu thương nhất. Hậu cung 3.000 giai lệ thì có ý nghĩa gì chứ? Đời người ngắn ngủi, được một người chân thành là đủ. Hơn nữa nàng là người trong mộng của ta. Mộng, người trong mộng, đúng từ khi ta còn nhỏ đã thường xuyên mơ thấy. Nàng tóc đen da trắng, áo bay phất phơ, như tiên nữ trên mây, cao không thể với tới. Bóng dáng nàng đã theo ta suốt quá khứ. Mộng đều là giả thôi, làm sao có thể thành sự thật được, phải không? Ta cũng từng nghĩ như vậy. Ta thậm chí đã nghĩ nếu không tìm được nàng, ta sẽ cô độc suốt đời không lấy vợ. Nhưng ta đã gặp được nàng. Trong biển người mênh mông, ta thực sự đã gặp được nàng. Chiêu chiêu, ngươi có biết không? Nàng bước ra từ giấc mơ, tiến về phía ta. Ngươi thực sự đã gặp nàng. Ta có thể gặp nàng ấy không? Đương nhiên là được. Nếu không phải vì chưa công khai, bằng không ta nhất định sẽ đưa nàng đến gặp ngươi. Chiêu chiêu, ngươi phải đợi đến sau khi ta đại hôn mới đi. Thái hậu vừa mới mất, ngươi phải để tang 3 năm, chi bằng sau hãng làm. Ta nay đã đủ 18 tuổi, hoàng tộc Đông Lăng nội đấu đến tan tác, huyết mạch đứt đoạn, triều thần lo lắng ta suốt đời không thành hôn, thậm chí đến mức trằn trọc suốt đêm. Ngày mai ta sẽ phái người đón ngươi vào cung, được chứ? Thật sự giống hệt ta sao? Mấy ngày trước ta đã nghe đồn, nói hoàng thượng đưa một cô gái từ ngoài vào cung, ta còn tưởng là tin đồn. Có người đồn cô gái đó đẹp như tiên nữ, nói là đẹp không giống phàm nhân, lại có lòng từ bi như Bồ Tát. Đêm đó Lục Chiêu Chiêu trằn trọc không ngủ được. Chiêu Chiêu, ngươi giận vì hắn thành hôn sao? Ta tại sao phải giận chứ? Vậy tại sao ngươi cứ trằn trọc không ngủ? Tối qua ăn nhiều gà nếp quá, bụng khó chịu thôi. Vả lại, thành hôn thì được ăn tiệc, ta giận gì chứ? Thôi bỏ đi. Ngươi là khúc gỗ, ta tính toán gì với khúc gỗ chứ? Hắn căn bản vốn chẳng hiểu gì cả. Ngủ đi, để ta xoa bụng cho ngươi. Đến khi trời sáng, Lục Chiêu Chiêu vào điện. Đây chính là Chiêu Chiêu mà ta đã nói với ngươi. Người bạn thân nhất của ta, cũng là gia đình của ta. Nàng hãy coi nàng như em gái ruột của ta vậy. Đừng nhìn nàng mới 6 tuổi rưỡi, lúc 3 tuổi nàng đã lên ngôi làm nữ đế Nam Quốc. Nàng còn rất giỏi kiếm pháp. Chiêu Chiêu cô nương họ gì? Họ Lục, Lục Chiêu Chiêu. Độ nhân Bạch Hà Hoa thân hình lảo đảo, suýt ngã xuống đất. Hà Hoa, ngươi sao vậy? Mau chuyển thái y, chuyển thái y. Sau khi thái y đích thân chẩn đoán, vẫn không dám để người rời đi, để thái y ở lại cung, đa tạ hoàng thượng. Vừa rồi là muội muội Chiêu Chiêu chê cười rồi. Nàng hãy dưỡng thân cho tốt. Mùi hương hoa trên người Bạch cô nương thật thơm. Có lẽ vì nhà ta sống ở đầm sen, lâu ngày nhiễm mùi hương hoa trăng. Kế Xuyên, chàng đi làm việc đi, không cần cố ý ở lại với thiếp. Huyền Kế Xuyên không muốn rời đi một bước, nhưng đành phải đi. Khi trong tiệm không còn ai, Hà Hoa bái kiến Kiếm Tôn, ngươi đứng dậy đi. Hà Hoa tự biết đã mạo phạm Kiếm Tôn, tội đáng muôn chết. Hà Hoa không dám đứng dậy. Ta thường dùng linh tuyển nuôi dưỡng ngươi, tốn ngàn năm mới cho ngươi tu thành hình người. Kiếm Tôn đại ân đại đức, Hà Hoa không dám quên. Là Hà Hoa si tình không thể tự kiềm chế, hổ thẹn với sự kỳ vọng của Kiếm Tôn. Hà Hoa giả dối rốt cuộc vẫn là giả dối, có ngày sẽ bị vạch trần, tương lai người bị phản vệ sẽ là ngươi. Hơn nữa, tình cảm có được từ sự lừa dối liệu có thật không? Kiếm Tôn, Hà Hoa đều hiểu, xin Kiếm Tôn thành toàn, muốn cưới ngươi, đó là ý định của hắn, dù kiếp trước hay kiếp này, đều là quyết định của hắn, thành toàn hay không không phải do ta. Hà Hoa có xứng đáng không? Kiếm Tôn, trong lòng ngài có tình yêu lớn lao, có tam giới, có thiên hạ, nhưng lòng Hà Hoa rất nhỏ, chỉ chứa được một người. Xứng đáng, tất cả đều xứng đáng. Kiếm Tôn, ngài có thể ở lại uống một chén rượu mừng không? Nếu Kiếm Tôn có thể đến, đời này của Hà Hoa đã đủ rồi. Khi trở về y quán, Thiện Thiện đang ngồi ở cổng. Ngươi đang đợi ta sao? Ai đợi tỷ chứ? Đây, mang về cho ngươi này. Ngươi nhớ cha mẹ phải không? Ừ, có lẽ phải đợi một chút. Sau khi dự xong lễ cưới, chúng ta sẽ về Bắc Chiêu được không? Ai nhớ nhà chứ? Nam tử Hán thực thụ không bao giờ nhớ nhà. Nhớ nhà, đáng cười nói ra thật. Đám thuộc hạ kia không cười chết sao? Được rồi, được rồi. Đêm qua người nằm trên giường khóc đòi về nhà không phải ngươi à? Là ta, được chưa? Tỷ tỷ thật sự là người đáng ghét nhất thiên hạ. Ngươi sắp tròn 2 tuổi rồi, có thể thử luyện tập sức mạnh tay rồi đấy.
mỗi ngày dùng cành cây vẽ hoa trên tay. Ồ, muốn dạy ta kiếm pháp sao? Tốt, 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 tỷ thật là tỷ tỷ tốt của đệ. Không phải ngươi đang lo lắng sức mạnh của hắn ngày càng lớn, sợ không tìm được sao? Sao còn muốn dạy hắn Triều Dương kiếm pháp? Ta có nói là dạy kiếm pháp sao? Vậy sao ngươi hàng ngày bắt hắn vẽ bằng cành cây? Hắn sắp tròn 2 tuổi rồi, tương lai khi biết chữ có thể làm bài tập thay ta. Dù sao Nam Quốc nữ đế cũng không thể là kẻ mù chữ. Hắn là em trai ruột của ta, làm bài tập thay ta có gì sai? Hừm, tiểu thiếu gia thật thảm, còn cố gắng vẽ cành cây vất vả hơn đấy. Hôm nay Thiện Thiện nghe được một từ không hiểu ý nghĩa. Tỷ tỷ có thể nói cho đệ biết được không? Nghe mẫu thân nói tỷ tỷ siêu cấp thông minh lắm. Người nói xem, tỷ tỷ phế tầm vong thực nghĩa là gì? Đơn giản thôi, kẻ phế vật ở trong phòng ngủ quên ăn cơm. Bút của vú nuôi đang viết thư về nhà, bỗng khựng lại. Thôi bỏ đi, đầu năm mới đừng làm phu nhân thêm phiền lòng. Công chúa 6 tuổi dẫn em trai chúc Tết hoàng đế, không ngờ nhận được hồng bao đến mỏi tay. Kế Xuyên ca ca, chúc mừng năm mới, 5 năm bình an. Thiện Thiện chúc Tết ngài. Chỉ vài câu chúc, khấu đầu một cái đã có đại hồng bao. Cũng chúc Chiêu Chiêu và Thiện Thiện 5 năm bình an. Ngài khách sáo quá, đâu cần hồng bao gì đâu, chỉ là chúc Tết thôi mà. Quả nhiên là tỷ đệ ruột. Thiện Thiện ham tiền, giống hệt Lục Chiêu Chiêu lúc nhỏ. Nhanh cầm lấy đi, đừng khách sáo, đây là chút lòng thành của Kế Xuyên ca ca. Chúc Tết Vương đại nhân. Chúc Vương đại nhân thân thể an khang, trường thọ bách niên. Chúc Tết cho Lý đại nhân đây. Chúc Lý đại nhân bước bước thăng tiến, quan vận hanh thông. Ôi chao, các vị đại nhân đừng khách sáo như hoàng thượng. Thiện Thiện chúc Tết còn được lì xì. Không cần đâu, không cần đâu. Hơn nữa, Thiện Thiện ở đông viện của Dịch quán, các vị đại nhân cũng đâu mang theo lì xì khi vào triều. Chẳng lẽ còn phải gửi đến Dịch quán sao? Thật sự không cần đâu, không cần đâu. Một bên vừa nói không cần lì xì, một bên điên cuồng nhắc đến chỗ ở của mình, dẫn tỷ tỷ đi xa. Tỷ tỷ, lát nữa phái người canh ở cửa nhé. Cuối cùng cũng có tiền riêng rồi. Tiền xin sò được sao không tính là tiền chứ? Mẹ kiếp, đúng là tên danh này giống hệt mình. Ngủ chung chăn không thể ra hai loại người. Rồng và phượng thường xuất hiện cùng lúc. Hai đứa này đúng là tỷ đệ ruột thịt. Ai thấy cũng có phần. Hồng bao chia ta một nửa, ít ra cũng để lại một nửa làm bằng chứng. Đêm đó, mọi người ùn kéo ra hộ thành hàng ngoài thành. Các người có nghe thấy âm thanh gì không? Ta như nghe thấy tiếng chim kêu. Không đúng, không giống tiếng chim. Là tiếng phượng hoàng. Không, không phải. Không phải cầu vồng. Là phượng hoàng. Trời ơi, các ngươi mau nhìn kìa. Là phượng hoàng thật sự. Trời ơi, mùng một Tết mà phượng hoàng xuất hiện. Nó không chỉ là phượng hoàng thường, mà còn giống như phượng chủ trong truyền thuyết. Đúng là nó. Phượng vũ sinh rồi, huyết mạch phượng hoàng. Lại sinh ra huyết mạch phượng chủ. Đây là huyết mạch ngang hàng với long chủ. Chẳng phải nói long phượng nhị tộc liên hôn mới có khả năng nhất? Sinh ra sao? Nghe nói sau khi công chúa phượng tộc hủy hôn với ngươi, đã gặp được tình yêu đích thực và mang thai phượng chủ nhỏ. Ta vốn tưởng đó chỉ là tin đồn, không ngờ lại là sự thật. Nhìn bản thể của phượng hoàng nhỏ không lớn, có lẽ là sinh non rồi. Ủa, bên cạnh phượng hoàng nhỏ có phải là một người không? Ha ha, đại khái chắc đang gọi phượng hoàng nhỏ nghịch ngợm về nhà. Đó là công chúa phượng tộc phải không? Ồ không, bây giờ gọi là phượng đế. Lại sinh ra phượng chủ, tương lai chắc chắn sẽ là người đứng đầu phượng tộc. Tốt thôi, mọi thứ đều tốt cả. Mọi người trở về trạm dịch. Trúc Mặc lại đi đến mộ của Avo rồi, còn có thể đi đâu nữa? Tất nhiên là đến đó rồi. Khi còn sống không biết trân trọng, chết rồi lại làm ra vẻ tình sâu nghĩa nặng, cho ai xem chứ? Người đang tìm gì vậy? Có tiếng rồng kêu, xuỵt. Người nghe nhầm rồi. Đi thôi, đã xuất hiện ảo giác rồi mà còn không ngủ à? Đúng không, tỷ tỷ nói chắc chắn không sai. Ta chắc là nghe nhầm rồi. Đông Lăng Vương Huyền Kế tổ chức tiệc cưới, mời các quan triều đình các nước. Đại ca ca, cao rồi, vất vả ở bên ngoài rồi. Thiện Thiện, sao đứng ngẩn ra vậy? Không nhận ra ca ca nữa sao? Wow, là đại ca nè. Thật vui quá, đứa em này cũng không biết sao nữa. Lần đầu mẫu thân bế nó về, vừa thấy Thiện Thiện đã òa khóc, luôn cảm thấy không đủ thân thiết với mình. Giờ nhìn nó vẫn không đủ thân thiết, chỉ là học cách giả vờ thôi. Dự tiệc xong vừa hay cùng về luôn. Tình hình của Dung Quốc Công không tốt lắm, không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. Ông ấy nhớ Thiện Thiện lắm. Đúng rồi, Chiêu Chiêu, ngươi có biết một cô gái tên Ngọc Châu không? Cô ấy mới vào nữ học hơn một năm. Ta tiện miệng hỏi thử, tài năng của cô ấy cực kỳ xuất chúng. Có biết, biết mẹ cô ấy năm xưa bị lạc và bị bắt cóc, sau đó sinh được vài đứa con gái, bị người cha trọng nam khinh nữ hại chết. Mẹ cô ấy biết đọc biết viết, dường như có liên quan đến nhà họ Diêu ở Tây Hòa.
Nếu là nhà họ Diêu ở Tây Hòa thì có lý. Con cái nhà họ Diêu rất chú trọng quy củ, bất kể nam nữ sinh ra đều phải đọc sách học chữ. Mấy ngày trước nhà họ Diêu từ Tây Hà vào kinh, muốn gặp Thư Tiên, nhưng bị Thư Tiên từ chối. Đúng lúc Ngọc Châu cô nương vào kinh, có lẽ họ sẽ gặp nhau ở kinh thành. Ngọc Châu nương bị bắt cóc. Đối với nhà họ Diêu Thanh Cao, có lẽ họ thà rằng cô ấy đã chết. Đem bài vở của muội lại đây, để đại ca kiểm tra học vấn của muội. Bé gái 6 tuổi cực kỳ đáng yêu tham dự đám cưới, nào ngờ gặp phải đại ca kiểm tra bài vở. Trời sập xuống ngay trong chớp mắt, đánh vào lòng bàn tay, đánh mông. Thiện Thiện 2 tuổi đã có thể bắt đầu học, khi về sẽ cho vào lớp mẫu giáo ở Quốc Tử Giám. Tỷ tỷ đệ 1 tuổi đã đi học sớm hơn đệ. Trời ơi của ta cũng sập trời rồi, không cười nổi nữa rồi. Quả thật là nạn tỷ nạn đệ. Sắp đón những ngày khổ sở cùng nhau làm bài tập. Ngày thứ 2 là đại hôn của đế hậu. Khi nào bắt đầu ăn tiệc? Đừng vội, đại lễ trọng đại phải tế trời trước. Thiện Thiện đói rồi à? Đại ca có chút điểm tâm, đệ chỉ đơn thuần muốn ăn tiệc thôi. Trong tẩm điện từ bỏ tuổi thọ vô biên, từ bỏ tu vi vô thượng, từ bỏ thiên địa mênh mông vô hạn. Bị giam cầm trong hoàng cung nhỏ bé này, trở thành một phụ nữ yếu ớt không thể làm gì, trở thành một nghệ nhân tranh sủng trong hậu cung này. Ngươi thật sự không hối hận sao? Kiếm Tôn, ta vẫn luôn chờ đợi hắn, chờ hắn thực hiện lời hứa cưới ta. Kiếp trước hắn không thể cho ta hạnh phúc, đã hứa kiếp sau, ta dù sao cũng phải thử một lần. Dù con đường này đầy gai góc hay trải đầy hoa tươi, hà hoa cũng phải tự mình bước đi. Chỉ là có lỗi với sự dạy dỗ nhiều năm của Kiến Thôn, đã làm Kiến Thôn thất vọng rồi. Ngươi tu hành ngàn năm, người có lỗi không phải với ta, mà là với chính mình. Đa tạ Kiếm Tôn đã nói giúp ta trước mặt bệ hạ, để di chuyển áo sen vào cung. Đang nói thì bên ngoài điện đột nhiên có tiếng ồn ào huyên náo. Đại hôn của đế hậu, ai dám đến Trích Tinh lâu gây rối? Đây là tẩm cung của hoàng hậu. Yêu quái, cô ta là yêu quái, bệ hạ đã bị yêu quái lừa gạt. Cô ta sinh ra đã có mùi hương, từ nhỏ đã tự mang hương hoa, lại không thể tra ra lai lịch của cô ta. Thiên hạ này kỳ nhân cũng vô số, cái này thì tính yêu nữ gì? Bệ hạ, nếu ngài không tin thần, thiếp hãy xin cao nhân ắt tu luyện nhiều năm, chắc chắn sẽ khiến hắn lộ nguyên hình. Ngươi là yêu Hà Hoa phải không? Nàng nói không phải thì là không phải. Lui xuống đi, bệ hạ, hay là để cao nhân xem thử được không? Nếu không lão thần không dám đứng dậy. Hà Hoa không có gì hổ thẹn, ta không sợ, cứ để cao nhân đến kiểm tra là được. Sau chuyện này, xin tùy hoàng hậu nương nương trừng phạt. Hà Hoa không sợ, bệ hạ không cần lo lắng. Nếu có thể an lòng dân, Hà Hoa chịu chút ủy khuất cũng không sao. Mong các vị đại nhân yên tâm. Hừ, yêu nữ đừng có mê hoặc mọi người. Lời của tiểu thư chính thất nhà Lâm thừa tướng, ngươi có biết không? Xem ra Lâm thừa tướng không biết chuyện này, thật sự là một người tu hành. Nếu bần đạo đoán không sai, cô nương hẳn là hoa sen ngàn năm tu luyện thành tinh. Tu hành không dễ, sao phải ra ngoài hại người? Cả ao sen cúi đầu xưng thần với ngươi, chắc hẳn bản thể của ngươi ở trong đó. Hắn mê hoặc bệ hạ, đem cả ao sen chuyển đến đây để thoát một kiếp. Việc này là bản cung đề nghị với bệ hạ, đưa cả ao sen vào Trích Tinh lâu, không liên quan đến hoàng hậu nương nương. Đa tạ Triều Dung công chúa đã làm rõ. Dưới con mắt tuệ nhãn của bần đạo, ngươi đừng hòng trốn thoát. Toàn thân ngươi đều là yêu khí, nếu thành hôn với bệ hạ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vận nước Đông Lăng trăm năm. Con thần điểu này là bần đạo có được từ duyên phận kỳ lạ. Nếu ngươi từng hại người, thần điểu sẽ nuốt chửng ngươi trong một miếng. Chỉ thấy đại bàng bay lượn, rồi đột nhiên đáp thẳng xuống cánh tay cô ấy. Tốt, 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 ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Tu hành ngàn năm, không có ý giết chóc, trong yêu tộc ngươi quả thật hiếm thấy. Cao nhân nói đùa rồi, Hà Hoa tuy không cha không mẹ, nhưng tuyệt đối không phải là yêu nữ. Hừ, cao nhân, ngài nói nhiều với cô ta vô ích, cứ trực tiếp xử lý bản thể của cô ta là xong. Cô ta là yêu hoa sen, mất bản thể sẽ chết. Bệ hạ, thần nữ xin phép đốt ao sen để giết yêu nữ. Thần nữ cùng chân nhân xin bệ hạ điều tra nghiêm túc. 带上来